Tối ngày 7 tháng 11, Công an phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp xe máy xảy ra trong Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, khoảng 14 giờ 30 phút, anh Võ Công Ngọc, 23 tuổi, quê Hà Tĩnh, điều khiển xe tay ga tới một quán ăn trên đường Vành Đai, ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để ăn cùng nhóm bạn. Ít phút sau, xuất hiện hai đối tượng chở nhau trên xe máy tiếp cận những chiếc xe để phía trước quán. Đối tượng ngồi sau đã xuống xe bẻ khóa chiếc tay ga hiệu Vario của anh Ngọc rồi nhanh chóng tẩu thoát. Phát hiện vụ việc, những người trong quán lao ra chạy bộ đuổi theo trong vô vọng. Vụ việc sau đó được anh Ngọc tới công an phường Đông Hòa trình báo. Anh Ngọc cho biết anh là sinh viên mới ra trường, mua trả góp chiếc xe máy này được hơn 2 tháng và hiện còn đang nợ ngân hàng hơn 40 triệu.